Rất vui và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tỷ Phú Nông Dân. Và trong phần đầu tiên của số phát sóng ngày hôm nay, Tỷ Phú Nông Dân sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện của anh Trương Danh Bình, đang nghèo nhất làng trở thành tỷ phú nhờ khởi nghiệp từ 20 con gà. Và thứ hai là mô hình nuôi gà bằng thảo dược. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Đang nghèo nhất làng trở thành tỷ phú nhờ khởi nghiệp từ 20 con gà mái. Từng là hộ nghèo nhất làng, chẳng mấy ai có thể ngờ rằng nhờ 20 con gà mái đẻ trứng mà anh Trương Danh Bình trở thành tỷ phú ở nhà lầu, đi xe hơi và có khoản thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện, anh Trương Danh Bình ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội khiêm tốn nói rằng không chỉ gia đình anh mà nhiều hộ dân khác trong xã cũng làm kinh tế rất giỏi, khấm khá, giàu lên nhờ con gà mía. Chỉ về phía trang trại rộng hơn 1 hecta của mình, anh Bình nói: "Tôi nuôi gà mía đã hơn 20 năm, đây là giống gà đặc sản Tiến Vua xưa cùng vùng đất Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội nên mọi người trên khắp cả nước về tận nơi tìm mua." Anh Bình tâm sự, trước đây gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất nhì làng, chỉ có một căn nhà đất ba gian, lụp sụp che mưa che nắng. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy xảo ruộng, trồng rau, nuôi lợn nên rất khó khăn, quanh năm ăn cơm độn sắn, cảnh đói nghèo đeo bám gia đình anh suốt nhiều năm. Tính toán tìm cách đổi đời, anh Bình phát hiện ra vùng đất Đường Lâm có giống gà mía đặc sản nổi tiếng, lại thích nghi với nuôi thả đồi trên diện tích rộng, một lợi thế của vùng đất quê anh. Thế nên năm 1997-1998, anh bắt đầu nuôi 15-20 con gà mái, gây dựng sự nghiệp. Song, khác giống gà đặc sản khác, gà mía tuy chất lượng thịt thơm ngon hơn nhưng tỷ lệ đẻ lại thấp. Để đạt hiệu quả cao, anh quyết định chọn nuôi gà mía đẻ sản xuất con giống bán. Anh bắt đầu tăng dần số gà mái đẻ của mình lên. Thời gian đó, do chưa có máy móc, mọi công đoạn ấp trứng anh đều phải làm thủ công. Số lượng gà nuôi khoảng vài chục con, lượng trứng đưa vào ấp không nhiều, song ngày cũng như đêm, cứ 2 tiếng anh phải đào trứng lên một lần, thật sự rất vất vả. Ngày ấy, số hộ nuôi gà chưa nhiều, tôi cũng mới làm, ít người biết đến. Con giống bán chủ yếu cho bà con trong làng, anh em bạn bè. Họ thấy gà đẹp mua về nuôi thử, sau vài lứa nhận thấy hiệu quả cao từ giống gà mía, dần dần tiếng lành đồn xa. Lượng khách tìm đến mua ngày càng đông hơn. Đến năm 2002-2003, tôi quyết định tăng số đàn lên 100-200 con gà mái đẻ, anh Bình nói. Năm 2004-2005, đàn gà mái đẻ của anh lên tới 600-700 con. Mọi chuyện tưởng suôn sẻ, không ngờ dịch cúm gia cầm bùng phát, các hộ chăn nuôi đều tạm ngừng nuôi gà. Anh không bán được con giống, giá gà lại rẻ, ước tính năm đó anh thiệt hại nặng cả 100 triệu đồng. Thời đó, 100 triệu là cả một gia tài, lớn vô cùng. Đứng trước nguy cơ vỡ nợ, nhiều lúc tôi cũng nản chí, không biết lấy đâu tiền bù vào. Nhưng vì đam mê con gà mía, lại được vợ con, anh em động viên cho vay tiền, mượn sổ đỏ. Lợn, bò trong nhà có bao nhiêu tôi đều bán hết, lấy tiền làm lò ấp, tiếp tục gây dựng chờ cho qua đợt dịch, anh Bình chia sẻ. May mắn mỉm cười với gia đình anh, hết dịch, giá gà tăng mạnh. Đúng lúc đó đàn gà của anh Bình đến kỳ xuất chuồng. Từ thời cơ đó, anh xoay sở trả dần các khoản nợ, tiếp tục nhân đàn mở rộng quy mô chuồng trại. Sau nhiều năm học hỏi, tự mày mò, đúc rút kinh nghiệm, dần dần kỹ thuật nuôi gà mía của anh Bình ngày một nâng cao. Cách phòng và điều trị bệnh cho gà giúp giảm được thiệt hại do bệnh tật, chọn lọc và nhân giống từ gà địa phương, từ đó sản xuất được giống gà thương phẩm có năng suất và chất lượng cao. Gần đây, trung bình mỗi năm, anh Bình tăng số lượng đàn gà lên 3.000-4.000 con. Đến nay, trang trại của anh rộng đến hơn 1 hecta, tổng số là 1 vạn con gà bố mẹ. Anh Bình cho hay, gà nuôi đẻ đến tháng thứ tư, anh loại bỏ những con không đạt tiêu chuẩn, không đủ cân nặng ra để bán thương phẩm, số còn lại nuôi gà bố mẹ. Gà mái đạt chuẩn phải có trọng lượng 1,7-1,8 kg, gà trống từ 2,5-2,7 kg. Nuôi được 6 tháng thì gà mái bắt đầu đẻ trứng, đưa vào ấp. Hiện đàn gà mía 10.000 con của anh đẻ được khoảng 3.500 quả trứng trên một ngày. Trong đó, tỷ lệ ấp nở thành công đạt khoảng 70% mỗi tháng, anh xuất bán từ 12-15.000 con giống. Hiện gà giống bán anh bán từ 8.000 đồng trên một con, còn gà sau khi đẻ khoảng 1 năm thì phá đàn, chuyển sang bán thương phẩm giá 80.000 đồng trên 1 kg. Tính ra mỗi năm, trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 700-800 triệu đồng từ bán gà giống. Nếu tính cả tiền bán gà thương phẩm, trung bình cứ 1.000 gà thương phẩm cho lãi 30-40 triệu đồng, ước tính mỗi năm anh thu lãi 300-400 triệu đồng nữa. Tôi thuê thêm 4 người làm ở trang trại, công việc chủ yếu là cho gà ăn, nhặt trứng, cho trứng vào ấp, soi trứng, tiêm phòng cho gà. So với ngày trước, nuôi gà bây giờ đỡ vất vả hơn và vì có nhiều máy móc hỗ trợ, anh Bình cho hay.
Do đặc điểm thịt chắc, ăn thơm ngon nên nhiều khách nước ngoài ở Lào, Campuchia cũng tìm hỏi mua giống gà mía, nhưng anh chưa xuất bán ra nước ngoài để bảo tồn nguồn giống gà đặc sản này. Anh Minh thừa nhận, con gà mía đã giúp gia đình anh đổi đời. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng anh lo được cho các con ăn học đầy đủ, xây được căn nhà to đẹp, mua được chiếc ô tô hơn 1 tỷ đồng đi lại cho tiện. Cuộc sống gia đình ngày càng sung túc, khá giả hơn trước rất nhiều. Anh còn liên kết với nhiều trang trại chăn nuôi để mở rộng mô hình nuôi gà mía trên các địa bàn tỉnh. Sắp tới, vợ chồng anh tính mở rộng thêm 1 hectare đất, tiếp tục nhân đàn phát triển giống gà mía nhiều hơn nữa, anh Bình chia sẻ. Nuôi gà xanh bằng thảo dược. Tròn 3 tháng có sản phẩm trứng gà thảo thương phẩm. Những phản hồi tích cực từ thị trường khiến ông chủ 8X không giấu nổi niềm vui khi hàng ngày thu nhận những quả trứng gà xanh. Bởi lẽ, nuôi gà bằng thảo dược đang là hướng đi bền vững. Nuôi gà không kháng sinh. Trong dân gian có biết bao nhiêu loại thảo dược có thể dùng được trong chăn nuôi. Như bà con ta xưa dùng tỏi, giềng, gừng, nghệ trộn vào thức ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho gia cầm hay để tăng hàm lượng dinh dưỡng thì có các loại thảo dược như trùng ngây, đinh lăng chế nước uống hàng ngày, cân đối tùy theo thể trạng đàn gà và thời gian, thời tiết. Đó là chưa kể đến các loại thảo dược dùng để điều trị bệnh. Trang trai kiến trúc sư mở trang trại nuôi gà Bùi Minh Anh thao thao câu chuyện. Niềm đam mê với chăn nuôi ngay trên vùng chiêm trũng quê hương đã thúc đẩy anh gây dựng trang trại gà đẻ trứng thảo dược rộng 1 hecta với đàn gà mía lên tới 15.000 con. Không giấu nghề, ông chủ trại gà cho biết tỷ lệ thảo dược trong thức ăn chỉ khoảng 5% trên 90% là cám, thức ăn từ thực vật của trang trại. Nhưng có đến 40-50% thảo dược được khác nhau sẽ được hòa trộn theo đúng chu kỳ sinh trưởng và phát triển của đàn gà. Gà được chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh với thức ăn đầu vào là thực vật tự nhiên phối trộn thảo dược. Phân gà được ủ để nuôi ruồi cánh đen quay lại làm thức ăn cho gà và bón đất trồng thảo dược. Trại gà được trang bị camera giám sát và gà được thư giãn bằng âm nhạc. Gà trước khi vào trại nuôi đẻ trứng sẽ được đưa vào khu chăn thả, coi như bước rèn luyện để tăng khả năng đề kháng tự nhiên. Xác định thế mạnh của Việt Nam là nguồn thảo dược thiên nhiên rất phong phú, Bùi Minh Anh bắt đầu phát triển theo hướng chăn nuôi theo hướng xanh. Minh Anh bảo, thay vì giống gà công nghiệp cho năng suất cao nhưng sức đề kháng kém, giống gà mía, giống gà Tiến Vua nổi tiếng từ làng Đường Lâm xưa được đưa vào thử nghiệm. Suốt 2 năm dòng nuôi thử nghiệm, vợ chồng ông chủ 8X không biết đã có bao nhiêu lứa gà thất bại. Nhiều đàn gà không dùng kháng sinh, chưa kịp đẻ đã bị bệnh chết. Thời gian đầu, cám không đạt chuẩn, gà còi cọc không lớn. Khi bị bệnh, không dùng kháng sinh khó trị, Minh Anh nhớ lại. Cho tới nay, để có được 1 hecta trại gà đẻ trứng, chúng em tự chủ vùng trồng 2,7 hecta thảo dược và thực phẩm. Vừa mày mò vừa học hỏi, vừa đem cám đi xét nghiệm và qua nhiều lần chỉnh sửa. Đến nay, đàn gà đã đạt 15.000 con cho trứng gà thảo dược thương phẩm từ tháng 4 năm 2020. Quan trọng nhất với ông chủ 8X, một chu trình chăn nuôi xanh hoàn toàn không dùng kháng sinh đã được định hình. Hướng đi bền vững. Đến với trang trại gà Go Fresh Việt Nam tại thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hệ thống chuồng trại sạch sẽ, ấn tượng nhất là mùi thảo dược thoang thoảng tỏa ra. Một hệ thống xử lý rác thải khoa học đi từ hệ thống các tầng nuôi được bố trí hợp lý, chất thải chăn nuôi được xử lý bằng vi sinh vật, trùng, cho chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, cách ly với nguồn lây bệnh từ bên ngoài. Cùng với đó, hệ thống cho ăn, uống nước tự động không để lắng đọng thức ăn hay còn lưu cữu nước uống. Tất cả đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho gà đẻ trứng. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, trứng gà thảo dược của trại bắt đầu bán ra thị trường với thương hiệu trứng gà mía thảo dược Sachi. Đây cũng là thời điểm xã hội cách ly bởi dịch Covid-19. Thay đổi kịp thời trước khó khăn, Sachi đến với người tiêu dùng bằng kênh tiêu thụ online và ngay lập tức chinh phục người dùng bằng chất lượng. Tháng 6, trang trại cho xuất bán tới 30.000 quả trứng và được đặt hàng số lượng gấp đôi tháng trước từ tháng 7 trở đi. Dự định đến tháng 12, lượng tiêu thụ sẽ toàn bộ sản phẩm trang trại lên đến có tổng số là 280.000 trứng trên một tháng và 9 tấn gà thịt trên một tháng, khoảng 6.000 con. Với giá bán 6.000 đồng trên một quả trứng và 190.000 đồng trên 1kg gà thịt, khả năng thu hồi vốn 7 tỷ đồng bỏ ra được cho là trong tầm tay. Với những thành công bước đầu từ mô hình nuôi gà thảo dược, ông chủ 8X đang tiếp tục đầu tư trang trại với mô hình nuôi lợn thảo dược. Đây thực sự là bước phát triển mang tính tầm nhìn bởi an toàn sinh học đang là mấu chốt cho chăn nuôi bền vững trước tình hình dịch bệnh vật nuôi ngày càng phức tạp hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết những câu chuyện của tỷ phú nông dân. Nếu quý vị và các bạn thấy hay và hữu ích, hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng biết đến. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh của tỷ phú nông dân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!